Tiền thân là trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Phương Đông được thành lập từ năm 1998. Nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhu cầu thị trường lao động, yêu cầu việc làm qua đào tạo của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng, khu vực miền Trung Tây Nguyên, đến năm 2007, trường Cao đẳng Phương Đông chính thức được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Phương Đông, trụ sở đặt tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Cao đẳng Phương Đông là cơ sở đào tạo đa bậc, đa ngành học đóng góp nhân lực có trình độ cho các khối ngành kinh tế, kỹ thuật, hành chính và chăm sóc sức khỏe. Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng đặt ra sứ mạng thực hiện trọng trách đào tạo nhân lực đạt các tiêu chuẩn nghề nghiệp trên các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật công nghệ, pháp luật, du lịch, y tế và sư phạm, cam kết luôn cung cấp cho xã hội lực lượng lao động có kiến thức chuyên môn vững vàng, năng lực thực hành tốt, năng động, sáng tạo, tác phong lao động và đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của xã hội trường cao đẳng phương đông đà nẵng phấn đấu trở thành địa chỉ đào tạo và nghiên cứu ứng dụng có uy tín hàng đầu đạt các tiêu chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế môi trường học tập nghiên cứu chuyên nghiệp đảm bảo cho người học có nền tảng học vấn rộng chuyên sâu đầy đủ phẩm chất cá nhân để phát huy năng lực bản thân thích ứng nhanh với sự phát triển của nền kinh tế quốc tế